Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sau nhiều năm trở thành điểm đầu tư lưu trú hấp dẫn, thời gian gần đây, giới kinh doanh ở Hội An đón nhận tin liên tiếp nhiều doanh nghiệp có tên tuổi bị ngân hàng siết nợ, trong đó có những doanh nhân có tiếng tăm, tài sản từng lên tới cả ngàn tỷ. Nhưng bi kịch là bất động sản hạ giá khiến việc thanh lý tài sản để xử lý nợ cũng không dễ dàng. Nhiều khách sạn đỉnh điểm giá 200 đến 300 tỷ đồng, nay thậm chí hạ xuống 2/3 giá vẫn không có người mua. Cuối tháng 10 vừa qua, Điện lực Hội An tạm dừng cung cấp điện đối với một doanh nghiệp kinh doanh chuỗi khách sạn lớn do chậm thanh toán tiền điện. Dù số tiền nhỏ nhưng doanh nghiệp này không thể xoay sở để rồi phải chịu cắt điện, đã phần nào nói lên tình thế khó khăn của doanh nghiệp lưu trú ở Hội An hiện nay. Chủ doanh nghiệp này cho biết đang sở hữu 4 khách sạn, mỗi cái quy mô hàng trăm phòng, nhưng hiện nay nhiều khu đã được bán hoặc bị ngân hàng siết nợ. Chưa khi nào thấy khó khăn như giai đoạn này, các khách sạn của tôi vẫn duy trì mở cửa đón khách nhưng doanh thu quá thấp khiến không đủ trả tiền ngân hàng, chủ doanh nghiệp này nói. Chuyện thiếu nợ, bị siết nợ, trao bán khách sạn không còn hiếm ở Hội An trong thời gian qua. Gần đây, giới kinh doanh ở Hội An lại xôn xao thông tin chủ một công ty đa ngành nghề, trong đó có kinh doanh khách sạn hạng sang ở Hội An vướng nợ nần và có ý định bán một vệt khách sạn được đầu tư tâm huyết. Chủ công ty này nói rằng khó khăn là có thật, tuy nhiên chưa tới mức phải bán khách sạn. Tuy nhiên, nếu thấy việc bán khách sạn mà có lợi thì sẽ cân nhắc và bán để giải quyết khó khăn. Tình cảnh bi đát của du lịch Hội An đặc biệt dễ thấy trong khối dịch vụ lưu trú diễn ra với mức độ chưa từng thấy. Nhiều doanh nghiệp cho biết tất cả xảy ra từ hệ lụy của đại dịch Covid-19 khiến dòng khách truyền thống của Hội An bị cắt đứt. Khi doanh thu hụt mà chi phí không giảm, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải bán tài sản. Theo thống kê, hiện toàn thành phố Hội An có khoảng 900 cơ sở lưu trú du lịch với gần 13.000 phòng, trong đó có 408 homestay và gần 170 khách sạn. Đỉnh điểm du lịch của Hội An rơi vào năm 2019 với mốc gần 7 triệu lượt khách, trong đó dòng khách quốc tế đóng góp doanh thu chủ yếu. Tuy nhiên, từ dịch Covid-19 tới nay, dù đã kích cầu, làm mới dịch vụ và cơ sở nhưng nguồn khách vẫn rất khó khăn, trong khi giá bán phòng xuống mức thấp chưa từng ghi nhận. Báo cáo tình hình du lịch của Hội An 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy tổng khách tham quan ước đạt gần 3,1 triệu lượt, trong đó tổng lượt khách lưu trú đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng hơn 215% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn 2.568 tỷ đồng. Dù tăng, nhưng các doanh nghiệp cho biết doanh thu hiện nay chỉ dừng ở mức cầm cự, chưa có nhiều lợi nhuận do giá phòng thấp, chi phí lớn. Vài năm qua, tại Hội An chứng kiến làn sóng tháo chạy khỏi ngành lưu trú ồ ạt. Không chỉ chủ sở hữu các villa, homestay quy mô nhỏ ở vùng ven mà rất nhiều khách sạn có tên tuổi lâu năm cũng lần lượt được chủ sở hữu trao bán hoặc bị ngân hàng phát mãi tài sản. Ở trung tâm phố đi bộ, những dãy nhà cổ từng cho thuê với giá vài chục đến vài trăm triệu đồng một tháng thì nay cũng rơi vào cảnh đóng trái cửa. Biểu hiện trao thuê treo dày đặc, giá thuê giảm 1/2 nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn không nhiều. Một lãnh đạo thành phố Hội An nói rằng doanh nghiệp lưu trú ở Hội An đang trong giai đoạn hết sức khó khăn. Nhiều doanh nghiệp rất có tên tuổi, một thời ăn nên làm ra và đóng góp lớn cho nguồn thu Hội An, sẵn sàng ủng hộ thành phố trong các dự án, chương trình lễ Tết cho người nghèo thì nay rơi vào cảnh khốn đốn. Thành phố cùng tỉnh, ngành du lịch vận dụng nhiều chính sách nhất để hỗ trợ doanh nghiệp nhưng tình thế rất khó khăn, số doanh nghiệp bị buộc bán tài sản, bị ngân hàng thu hồi nợ rất nhiều, đa phần rơi vào nhóm các doanh nghiệp lưu trú, sở hữu chuỗi khách sạn, nhà hàng, dùng vốn ngân hàng để mở rộng kinh doanh, lãnh đạo Hội An nói. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank AMC Ltd ra thông báo đấu giá cùng một lúc 11 căn nhà ở phố cổ Hội An. Trong số đó có tài sản diện tích lên tới 340m2. Giá đấu khởi điểm của các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo nói trên tính theo giá khởi điểm lên tới hơn 252 tỷ đồng. Theo Agribank AMC, đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Agribank chi nhánh Bắc thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 3 năm từ 2016 đến 2018. Trước đó không lâu, ngân hàng Vietinbank cũng rao bán loạt khách sạn hạng sang và bất động sản du lịch tại Hội An. Cụ thể, ngân hàng này rao bán khách sạn 4 sao và quyền sử dụng đất có diện tích hơn 1.000m2 được rao bán giá 120 tỷ đồng, hay một bất động sản khác diện tích trên 1.700m2 được rao bán tới giá 240 tỷ đồng để thu hồi nợ. Một khách sạn 4 sao khác có diện tích trên 1.800m2 được rao bán 420 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng rao bán khoảng 35 tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và biệt thự, nhà hàng, khách sạn 3-4 sao
trị giá từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng. Như ở thành phố Hội An, một bất động sản là biệt thự 3 sao có diện tích 686m², được trao bán 110 tỷ đồng. Nhiều khách sạn 3 sao, nhà hàng, homestay khác ở thành phố Hội An cũng được trao bán từ 33 đến 40 tỷ đồng. Áp lực về dòng tiền thu hồi khi gánh khoản nợ gốc lãi lớn đã buộc nhiều chủ khách sạn, resort phải bán tháo. Tình trạng này đang xảy ra khá phổ biến tại Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, nơi từng được mệnh danh là thủ phủ du lịch với hàng loạt dãy khách sạn và resort mọc lên như nấm trong vòng 3 năm trở lại đây. Trên trang mua bán bất động sản, một số resort tại Hội An đang được chào bán gấp với mức giá từ vài trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng. Đơn cử như resort có tên Resort Rotis Hội An. Resort được giới thiệu chất lượng 5 sao, diện tích 30 ha đang chào bán với giá 1.000 tỷ đồng. Khu vực resort được quảng cáo có pháp lý đầy đủ lâu dài, bao gồm 112 phòng và chiều cao khối khách sạn là 3 tầng. Tại An Bàng, Hội An, một tòa khách sạn 4 sao có diện tích 1.650m² cũng đang được chào bán với mức giá 113 tỷ đồng. Theo thông tin chào bán, tòa khách sạn được xây dựng 6 tầng với 38 phòng khách sạn. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, thông tin chào bán khách sạn resort tại một số trang mua bán bất động sản khan hiếm. Tuy nhiên, thời điểm tháng 2, tháng 3, 2023, lượng khách sạn resort chào bán tại Đà Nẵng từng ghi nhận tăng đột biến. Chị BTL, quản lý đội nhóm đảm nhiệm các thương vụ mua bán khách sạn resort ở khu vực miền Trung tiết lộ, đa phần các cuộc mua bán khách sạn resort chỉ rao bán ngầm. Giai đoạn đầu năm 2021, tại Hội An, từng diễn ra tình trạng bán tháo khách sạn resort ồ ạt. Khách mua chủ yếu là người Hà Nội. Các thương vụ này có giá trị hàng trăm tỷ, thậm chí một số resort được giao dịch với giá hàng nghìn tỷ đồng. Tình trạng rao bán khách sạn resort cũng diễn ra ở Đà Nẵng, song lượng hàng đổ ra không lớn và ồ ạt như tại Hội An, môi giới này tiết lộ. Tuy nhiên, theo chị BTL, sau dịch, tình trạng bán khách sạn resort ồ ạt đã không còn diễn ra tại Đà Nẵng và Hội An. Du lịch đang hồi phục rất tốt tại Đà Nẵng và Hội An, tỷ lệ lấp đầy phòng đang gia tăng, nhưng hiện tượng chủ rao bán khách sạn resort vẫn diễn ra. Trường hợp này thường xảy ra với những chủ khách sạn resort đang cần tiền gấp do phải gánh nợ lãi gốc ngân hàng. Tuy nhiên, giá hiện tại giảm mạnh so với thời điểm dịch bệnh. Thời điểm trong dịch, chủ rao bán resort khách sạn được giá nhất, nhưng đến hiện tại, giá bán sẽ bị ép khá mạnh. Thời điểm này, người mua thường sẽ đàm phán sâu, người bán rơi vào thế bị động, cần tiền. Chị BTL cũng cho biết thêm, thông thường chúng tôi có tệp khách net quen, có nhu cầu tìm mua resort khách sạn. Khi chủ chào bán, chúng tôi sẽ đẩy thông tin cho khách hàng. Nhiều thương vụ kéo dài hàng tháng, có một thương vụ mà chúng tôi nhớ mãi, sau thời gian dài đàm phán, hai bên đã chốt giá, nhưng đến khâu thanh toán, dự án bị thu hồi. Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế từng lý giải nguyên nhân rao bán ồ ạt của khách sạn resort tại khu du lịch. Theo ông Hiển, do chủ bất động sản đang phải đối đầu với việc siết nợ, mất tài sản từ ngân hàng. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Đà Nẵng, Quảng Nam mà còn ở Phú Quốc, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.